ngày 14 tháng 3, ông Bùi Minh Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Long Thới thông tin sau vụ việc im lặng không giảng bài suốt hơn 3 tháng, cô Trần Thị Minh Châu trở lại lớp học hồi tháng 1. Nữ giáo viên bị cho là tiếp tục có những hành vi không đúng với đạo đức của nghề giáo. Trong lần tiến hành lấy ý kiến của học sinh về hoạt động chuyên môn cũng như cơ sở vật chất của nhà trường, học sinh lớp 10A4 phản ánh cô Châu ném vỡ bài kiểm tra của học trò xuống đất. Ban giám hiệu nhà trường đã gặp học sinh để làm rõ sự việc. Cũng theo ông Bình, cô Châu xác nhận đã ném vỡ học sinh do quá tức giận. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định cô Trần Thị Minh Châu có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của giáo viên khi giảng dạy môn toán tại lớp 11A1. Nữ giáo viên bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì vi phạm nhiệm vụ giáo viên với nội dung không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.